Trận đấu giao hữu giữa đội U23 Việt Nam và U23 Palestine diễn ra chiều ngày 4 tháng 1 kết thúc với tỷ số hòa 1 đều. Trận đấu này hạn chế phóng viên tác nghiệp nên hầu như không có bất cứ tín hiệu video nào được thực hiện, bất chấp việc có khá nhiều cổ động viên muốn theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có lý do để không cho phép phóng viên quay phim chụp ảnh trận đấu này. Vì chiến lược gia người Hàn Quốc không muốn để lộ những mảnh ghép nhân sự và các bài đánh chiến thuật ngay trước vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Giải đấu Việt Nam nằm chung bảng với các đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc, Úc và Syria. Tuy nhiên, việc gì thì cũng có ngoại lệ. Hình ảnh quý vị đang theo dõi được cung cấp bởi cán bộ truyền thông của đội tuyển. Những pha bóng này không đủ để đối phương nghiên cứu chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và có lẽ nó phần nào giải tỏa cơn khát U23 từ phía người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.